Chào mọi người đã quay trở lại với kênh của em. Mua hàng liên hệ số điện thoại trên của em ha, 0348308843 nè. Rồi, bên em thì khách hàng mới mua lần đầu thì vui lòng chuyển khoản giúp em ha. Chuyển khoản em sẽ gửi hàng và chưa bao gồm phí ship ha. Tiền ví dụ như món hàng ha, cộng phí ship. Phí ship khi mà mình chuyển khoản rồi á, nó còn chỉ ví dụ như cái này chừng 10 ngàn mười mấy ngàn ha. Còn ví dụ như chưa chuyển khoản thì nó lên tới gần 30 ngàn ha. Đó là ví dụ thôi, nên là cái phí ship nó rất là rẻ nha mọi người, không có đề cập tới ha. Rồi khách hàng mua quen rồi, mua nhiều lần rồi thì em có thể ship COD ha, ship thu tiền cho mọi người, nó tiện tùy mọi người thôi, đó tùy mọi người. Rồi khách mới thì chuyển khoản giùm em. Rồi hôm nay là cái video 240, em giới thiệu mấy món đồ sau đây ha. Rồi đầu tiên là cái cây đây, cây này là chân máy chụp hình nha mọi người, chân máy chụp hình của Nhật, mà dòng nó là dòng, cái này là cái túi da ha, túi bằng da hạt nha. Cái này là dòng dạng cổ xưa mọi người, nó làm bằng nè, chất liệu nó làm bằng đồng nha, cái vỏ ngoài nó bằng đồng mọi người. Đây thấy không, nó sáng màu đồng hao ha. Đây ba cái chân chống, chân đứng đó nè, còn bén luôn, nó rất là nhọn. Cái này là nó có một cái lớp sơn màu nâu ha, nó sơn lên đồng. Mọi người về dặm lại ha, tút lại là sẽ rất là đẹp, để mình trưng bày hoặc là sử dụng cũng ok. Chân này nó ngã tự do mọi người có thể ngã nó ra như vậy luôn ha. Khi mà mình cần chụp hình mà sát dưới đất ha, cận cảnh sát với mặt đất đó, cho nằm dài dưới đất luôn ha. Rất là ít cái chân có thể làm được như vậy nha mọi người, thì tùy theo mỗi chân nó sẽ thiết kế. Cái chân nó chỉ ngã ra được như đây thôi ha. Đó. Chân này nó ngã tự do luôn, ở ngã tùy chỉnh. Rồi trên đây là cái đầu xoay. Đó. Xoay lên, xoay xuống, xoay 5 hướng ha. Đó, 3 hướng. Đây là cái nút khóa lại nha. Khóa lại không có xoay được nữa. Chỉ còn xoay lên, xoay xuống. Và khóa lại trên này luôn là nó cứng luôn. Đây là đầu vô máy chụp hình ha. Tại vì chân chụp hình mà, nó vô máy chụp hình. Còn sau này mình xài cái smartphone ha, điện thoại ha, thì mình sẽ mua cái đầu kẹp vậy nè. Bên ngoài nó có bán, ví dụ như bác nào muốn xài thì mình mua ha. Mình ra ngoài cái tiệm điện thoại ha, mua có chừng mười mấy 20 ngàn ha. Nhỏ vậy, kết nối nó vô đây rồi cái kẹp cái điện thoại lên ha. Đó là xài cho điện thoại, chứ nguyên bản nó là xài cho cái máy chụp hình ha. Máy chụp hình là chỉ cần gắn vô đây vặn lại là nó vô ok ha. Rồi chiều dài cái chân này nè, nó kéo ra rất là dài nha. Đây trông đẹp lắm nha. Chân này nó tương đối là nó rất là ít sử dụng nha mọi người, nhìn cái độ mòn ở đây là mình biết cái chân nó ít sử dụng ha, dùng nhiều hay ít. Rất là chất lượng. Ở đây muốn gắn vô mọi người nhấn cái nút này cái ha, bấm cái nút lên là để vô được nha. Bấm một nút trên thôi. Rồi đem đo cái chiều dài của nó. Đây khi gấp lại nó là 32 nha. Rồi cái chân này kéo ra. Đây kéo ra hết cỡ là 1m10, cỡ 1m50 nha.
Đây MF150 là nó tới. Đây nè. MF150 là tới cái gù này mọi người. Thẳng cái này lên được vài phân nữa ha. Đó là với đo với tình trạng là chân nó đứng thẳng nha mọi người ha. Còn mình xòe ra thì nó nhích xuống một tí. Một cái phân nè. Rồi, một cái chân chơi bot mini của Nhật cho mấy bác sưu tầm hoặc là sử dụng đều ok ha. Đây cái vỏ bao da nguyên si nè. Như kéo rồi còn ok. Rồi mã số 1 ha, 700 ngàn. Chân chơi bot mini. Rồi tiếp theo là cái cây, đây là cái cây cưa lọng nha mọi người, cưa lọng mini của Nhật, cưa lọng dạng cưa mỹ nghệ á, cưa mấy đồ nhỏ nhỏ mỏng mỏng ván ép mỏng mỏng vài ly ha, khoảng 3 ly mình cưa nó bằng cái cưa này, cưa những cái giấy đâu cũng được, pika ha, chung là cưa mấy cái đồ chi tiết nhỏ mà cần độ chính xác. Mình có thể lấy cái này mình cưa. Rồi đây cái lưỡi nó mình có thể thay mọi người, bên ngoài có bán cái lưỡi này ha. Rồi. Có thể để ngang hoặc là để đứng ha, cái lưỡi nó tùy chỉnh. Tháo lưỡi ra mình đè hai cái này vô, đè cái cánh cung vô, bóp mạnh vô rồi nghỉ ra ha. Này có thể để ngang qua này nha. Đó à. Mình cưa cái lưỡi ngang ha. Ngang. Rồi cái cưa này mã số 2 ha, 100 ngàn. Đây cán gỗ nha mọi người. Khung bằng thép. Rồi tiếp theo là bộ bích thư điện của Vassel ha. À, lâu lắm mới về mấy cái bộ này mà. Bộ này nó rất là đẹp. Đẹp hàng ha. Rồi full bộ luôn, còn rất đẹp luôn nè. Đầu đầy đủ nha. Này đầu dẹt nè, hai đầu dẹt ha. Hai đầu bạc ke, một đầu soi mũi nhọn. Một cái đầu tẩu 6 mm. Tẩu mơ ốc 6 mm ha. Chuyên dùng cho đồ điện. Rồi cái vết thử điện này nó sẽ có đây, thông số nó là và xeo ha, điện 100 đến 220 V, 100 đến 22 AC này ha. Đó. Nó có thể đo DC luôn nha mọi người, nhưng mà DC là 100 đến 350 V DC ha. Nè nó có để nè. Đó. Vừa đo AC và đo DC được ha, thông số của nó nè. Rồi, dây bên. Đây gắn mũi vô á, mọi người gắn như vậy ha. Nè, mũi nó có cái khớp. Lấy cái này ra. Nhớ vô ha. Nè, rồi siết lại nha. Nó cứng. Rồi thử điện à, chích vô. Có cái con ốc ở đây nè. Chạm vô thì nó sáng đèn ha. Thử điện. Rồi ok mọi người, cái vít này test ok hết. Còn đẹp. Đó gọn. Rồi mã số 3 ha, 350 nè. Rồi số 4 kéo cắt ton nha. Rồi về hai cây kéo cắt ton ha. Một cây là hai cây, cây kia nữa. Cây kia là đó với cây này, hai cây hiệu khác nhau ha, nhưng cũng cùng là carton của Nhật, Sato hiệu này Sato. Lưỡi nó
cây này nó có con ốc để mình điều chỉnh, chỉnh lưỡi nó. Tay cầm rất là dễ cầm. Ở đây em cắt thử miếng to này ha. Miếng to này khá là dày em. Nó sẽ đo này nhiều hơn. Đây. To này 0.42 ly ha. Lưỡi nó xài rất là trâu bò ha, tại vì nó cứng, tại vì lưỡi là lưỡi Nhật, mình không có nào so với mấy cái loại mà bình thường ha, xài rất là bền. Dòng này nó có trợ lực rồi mọi người, cắt nó cũng khá là nhẹ, tay cầm nó hơi xấu ha, nè xấu rồi, giá rẻ 300.000. Mã số 4. Rồi, tiếp theo là cây đây. Cái hước để đo chỉnh góc ha, lấy cỡ góc. Vặn nới này ra nó sẽ tuột cái hướng ra đây, ví dụ như người đo vô góc ha, hay là mình muốn kẻ một đường lên đồ gỗ này kia đó. Mình lấy số góc rồi mình để hướng lên kia kẻ ha, tiện hướng bằng thép trắng trắng loại xịn cứng không gỉ. Này hiệu nó rất là dày nha, này nó làm rất là dày, đây nó 6 ly 3 ha. Kích thước thì bằng bàn tay. Rồi cái này mã số 5 ha, 200.000 kích thước. Nay về mấy cây kìm đa năng mà này bấm code nè, này cũng bấm code ha, rồi cây kia cây này bấm code với lại chút dây điện luôn, này cũng có chút dây điện ha, cây bự này cũng có chút dây điện, rồi cây này chút dây điện rồi mọi người, chiên chút dây điện ha, bấm code thì nó có hai đầu code nhỏ đây, rồi đa năng với lại đây, đây là nó cắt ti ren ha mọi người. Các con ốc á, mấy con ốc nhỏ nhỏ ốc con gù lon á, mình vặn ren vô ha, ở đây nó có ren luôn này nha, ren đúng theo ren đó ha, vặn vô vừa y là cái cắt xuống là nó đứt, đứt ngang nó đứt bằng ha. Ở đây là chút dây nè, đây có cắt dây luôn à. Đúng là đa năng luôn à. Cái ha, chút ra bén nha, còn đây là bấm code nha mọi người, ha, chút dây cắt dây nè, 3, 4 chức năng nha, cái vỏ này nứt xíu ha, nhưng không ảnh hưởng gì hết mọi người, ui dạ, không ảnh hưởng gì hết ha, chung là còn xài rất là ok. Lưỡi này còn gấp mới nha, nè lưỡi còn gấp mới chứ không phải nè, lưỡi gấp mới luôn mọi người, cái này giống như chưa xài ha, nhưng mà nó bị cấn, hàng vận chuyển nó cấn, nó nứt cái này chưa xài, đây cái lưỡi nè, đó nó còn đen luôn, cái nước nó xi của nó, xài rồi nó sẽ sáng lên, mấy cái màu xi đen đen rồi nè ha. Xài rồi xài nhiều nó sẽ sáng.
sáng trắng. Rồi cây này mã số 6 ha, 250. Kích thước là 23 cm. Cây kiềm đa năng. Rồi tiếp theo một cây kiềm, cũng là một cây kiềm. Kiềm này là kiềm bấm cót ha. Cũng là bên cót dây điện nè. Bấm cót nha mọi người nè, bấm cót là thông số nó ghi nè. 1.0 ha, 1.0 đến 1.9. 1.0, 1.4, 1.6, 1.9 mm ha. 4 cỡ cót ha. Rồi, made in Japan của Anginia. Engineer ha, chuyên làm kìm. Thấy nó làm kìm rất là nhiều mẫu mã. Đây, bấm code nha. Code nhỏ xíu, 1 ly tới 1 ly 9. Rồi, mọi người kết hợp với cái xài cái này thì liên hệ ha. Chúng mấy này mấy bác làm nghề làm thợ điện hay kia ha, để rất là vô công việc. Rồi cái này là size nó 17 cm thôi, rất là nhỏ gọn luôn rồi. Đây, rất là nhỏ gọn. Rồi giá 150, mã số 7 ha. Rồi tiếp theo là một cặp, đây cái cặp này rất là tiện nha mọi người. Nè, đây cái gương nha, cái gương soi nha mọi người. Rồi một cái gương soi đây, có thể kéo dài ra để xem những cái chỗ hóc kẹt này kia ha. Đầu bi điều chỉnh nè, điều chỉnh đa hướng 360 độ luôn, bằng thép hết, bằng ấy nha. Đây là phải thép không đó, này là nó bằng giống như đồng nữa mọi người, đồng hao á, đồng hao mà nó mạ đồng của Nhật ấy. Con ốc này thì bằng thép. Rồi dưới một cái cây, đây cây 500 luôn nha, 500 cũng đầu bi đa hướng luôn, đầu bi nữa ha, điều chỉnh được nhiều hướng đó. Cũng kéo dài ra được luôn nha mọi người. Cái đầu này nó kết nối là nó gắn vô nha mọi người nè, nó gắn vô và nó giống như nó có miếng keo nè. Mọi người muốn chắc thì mình dán chích thêm một nhỏ một giọt keo vô nha. Nè, nó nguyên bản nó vậy nha mọi người, không phải nó gãy gì nha. Nè, cái đầu nó chân lùa và nó vừa khít vô cái đầu này ha. Đó, giờ là ok. Còn muốn nó chắc hơn ha, quấn hay là làm gì tùy mọi người ha. Đó, là nó chỉ lấy đồ như vậy ha. Cái đó cũng là một cách hay, ví dụ như mình lấy đồ cái nặng quá thì tránh gãy á, nó sẽ tự nó rớt ra ha. Rất là hay. Tại vì cây này là cây như anten, cộng râu anten nha mọi người nè. Nó sẽ chịu được một cái lực tương đối thôi ha. Mình dùng quá thì nó sẽ gãy luôn. Rồi hai cây rất độc nha mọi người nè. Đó, đúng một cặp của nó luôn ha. Vừa soi vừa lấy đồ mọi người, đồ mấy đồ nhỏ nhỏ rớt ốc kẹt rớt giữa kia. Đó, ốc dít đồ rớt. Rồi, cặp này mã số 8 nha. 300.000. Xếp là rất là nhỏ gọn nha, đây. Chừng mười mấy cm rồi. Này cái bàn tay em là 10, tới đây là 18 đi nè. Mình móc mình nướng chừng cho nó dễ ha. Đó. Rồi, cái này là một cái kính lúp nè. Kính lúp Japan nè, made in Japan. Những kính lúp này nó
gọi là nó không có cao cấp lắm ha, cũng made in Japan nhưng mà nó dạng nó không phải là bằng thủy tinh nha mọi người. Đây cái kính này nó hơi xấu nha, không phải bằng thủy tinh, với lại nó cấn cái khung này ha, nó bị méo tí. Đây mọi người có thể dùng chung là đọc chữ này kia rồi ok. Đó. Ví dụ xài tạm ha. Được. Đó, hiểu idea ha. Idea của Japan. Đây đường kính nè. Ở đây kính cũng phóng to rồi, ở đây nó có một cái nấc phóng rõ hơn nữa nè ha. Một cái nấc ở đây nè, to hơn nữa. Đó. Bình thường nguyên kính là nó đã phóng to rồi, nó đây nó có một cái chỗ nhỏ xíu này nó phóng to hơn cái kính luôn rồi đó. À. Rồi cái kính này mã số 9 nè, 100.000. Rồi một cái kìm bấm cáp, kìm này cắt cáp ha, cắt cành, cắt kẽm, cắt dây điện, cắt nói chung là nó là cắt được sắt, là có thể cắt nói chung mọi cái gì đúc dừa nó ha, mình cắt cắt như mình cắt ha. À, ví dụ dây điện ha, đó lưỡi còn khá là ok, không có mẻ. Quay rất là chi tiết rõ luôn nha mọi người. Và đặc biệt đây nó có ba cái lỗ bấm code nữa nha. Nè. 1.25, 2.0 và 5.5 mm. Gọi là đa năng luôn ha. Fujiya. Kiểu này có hàng hiệu đỉnh của Fujiya, Fujiya là của Japan ha. Rồi size nó là 20 mọi người. Nè, cỡ 19 20. Cầm rất là đỡ tay, chắc chắn. Này bấm rất là ngon nha. Rất là chim bấm dây nhôm là hết, hết sảy luôn. Rồi, mã số 10 ha, 250 ha. Một là cái cây cút, hiệu cây cút ha, cây bấm tỏi hiệu cây cút của Nhật. Đây để bấm nè, còn đẹp lỗ nè, full bằng nhôm ha, nhôm rất là xịn. Rồi, cái này kích thước nó chừng 16 cm ha. Rồi mã số 11 nha mọi người. 150.000. Rồi về một con dòi xịt tưới cây ha, dòi xịt tưới cây Japan. Đây còn rất đẹp nha, đầu đồng nè, ti đồng nữa ha. Rồi người vô ống đây ha, rồi sẽ bóp xịt như vậy, có chế độ khóa luôn nha, khóa rồi lại nè, rồi khóa rồi tự xịt hoài luôn. Nó là từ bét, từ phun nhuyễn cho đến vòi lớn ha, nó đa năng để xịt cây lớn hay nhỏ. Kích thước nó nè, rất nhỏ gọn nha mọi người, 13 cm thôi. Cái này nó bằng kim loại nha, kim loại mà nó không có hít, giống như bằng nhôm mọi người, nhôm nó mạ lên ha. Cái này hiệu nó hiệu Croy ha. Rồi rất đẹp, tay cầm nè còn sáng bóng. Rồi mã 12 ha, 350 nha. Đây cái này là xài rất là tiện nha mọi người. Cái này là một cái cây cảo, cảo dây nha. Dùng để cảo, nếu mà chiên dụng thì
mấy bác cảo lọc dầu ha, lọc dầu máy xe tải, xe công nghiệp, công nông rồi ha, xe mô tô, phân khối lớn ha, xe hơi thì cảo lọc dầu, hoặc là dùng để siết ống nước, ha, nắp chai, nắp hũ này kia. Đây mình xài như vậy ha. Này nó có cái găng này nó bám vô rất là hay mọi người. Nó thiết kế bằng cao su và lớp ngoài là bố đai á. Dây đai giống dây cu ro, nó rất là cứng. Nó rất là bền, nó dai á, nó không có đứt được. Bên trong là lớp cao su để bám ha, rất là hay. Để vô là nó bám. Rồi siết. Xài là mình sẽ siết theo hướng này ha. Rồi đặc biệt cái này nó có thể lắc léo nha mọi người nè. Đây không? Lắc léo và xỏ một cái cây cốt vô để xoay mấy chỗ mà chật hẹp ha. Không có để, không có thể để nguyên cái vậy ha. Lật nó lên vậy. Rồi lấy tay quay trên quay. Quá độc. Cái này nó đúc bằng nhôm nha mọi người ha. Xài rất là bền. Rồi dưới đây bằng thép, còn gốc mới. Nè, cao su nè, còn nguyên hết. Rồi cái con này 500 ngàn thôi nha mọi người. Mã số 13 ha. Nè, kích thước nó là cái tay cầm là 20. Cái dây này bản nó là 2 cm ha. Chiều dài cũng dây. À, chiều dài cũng dây hơn 50, khoảng 53 cm ha. Rồi tiếp theo là cái này. Cái này cho mấy bác mà học nhạc ha, học nhạc, học đánh đàn sẽ rất là cần cái này. Cái này nó dùng pin nha mọi người. Đây, Made in Japan ha, dùng pin, hai viên pin, hai pin mà pin để đồng hồ mọi người. Rồi đem bỏ pin thử. Đây, ở đây nó có ba cái nút điều chỉnh ha, này on off nè, bật nè. Rồi cái này là volume, tiếng lớn nhỏ. Cái này beat nè, cái này điều chỉnh quan trọng nè. Nó sẽ đếm cái nhịp nha mọi người. Nhịp trong đàn ha. Nhịp 2, nhịp 3, nhịp 4, nhịp 6 nè ha. Bây giờ ví dụ thử ha. Rồi on rồi. Chưa cục pin này nó chưa ăn lỏng pin rồi. Khi pin lên nó sẽ báo cái đèn đỏ đây nha mọi người. Là đây cho nó hoạt động. Đó, nó hoạt động như vậy ha, mình tăng volume luôn. Mình chỉnh nhịp 2 nó sẽ lắc qua một hai cái nó kêu một tiếng ha. Rồi chỉnh xuống nhịp khác. Đó. Nó đếm đúng cái nhịp nó sẽ báo tiếng kêu rồi ha. Rồi xuống thêm nhịp tăng lên ha. Đó nhịp 6. À, nó đếm 6 cái ha. Đây là nó có cái thông số điều chỉnh trên nữa nè ha. Cái này bác chuyên ngành sẽ hiểu. Cái này có thể điều chỉnh lên xuống tốc độ nó chạy ha. Đó, 6 cái nó sẽ đánh một cái ha, báo một cái. Rồi muốn tốc độ nhanh thì cho nó xuống dưới ha. Đó, tùy
thì mình chỉnh cái trên đây. Rồi, cái chỉnh nhạc này có mã là số 14 ha, 400 ngàn. Tem không số nữa. Rồi. Này xài hai viên pin thôi. Đây. Bác bỏ hai viên pin nhưng pin máy ta, pin đồng hồ mình là 2A hay 3A gì đó. Nhưng pin đó đó. Pin pin con ó hả? Đó, pin đó. Rồi 15. Rồi cảo này cảo cây nha mọi người, cảo cây bonsai nè. Lâu lắm mới có một cái cảo như vậy. Chung size này cũng trung bình đến to nè ha. Rất là chắc chắn, bự. Hoàn hảo đẹp nè. Như mới. Xài nói chung là như mới. Này chắc chưa xài luôn quá. Còn đẹp quá. Này bằng đồng luôn rồi, cái cây cốt này giữa bằng đồng ha. Nào bằng thép chứ này, cây cốt này nó bằng đồng ha. Nè thép nè. Bằng đồng. Rồi. Ở này mã 15 nha. Ở 15 là 200 ngàn rồi. 200 ngàn thôi. Rồi, không quay trở lại nha. Xin lỗi nãy giờ có việc đi ra ngoài xíu. Rồi, tiếp theo là cái mã 16 mọi người. Rồi, cái này là cái cây dụng cụ để tập cái lực tay ha. Nè, cái lực tay mình nè. Cơ của mấy cái ngón tay này nha. À, hàng chuẩn bên này, thị trường Nhật vậy ha, chứ không phải mấy cái hàng Trung Quốc ha. Nó sẽ rất là bền và nó chuẩn xác cái lực xài nó ok. Này nó rất là êm luôn, mà nó có một cái lớp cao su trong trong nè, cầm êm bám. Đây mình sẽ tập như vậy ha, tập cơ mấy cái ngón tay cho nó khỏe. À, cây màu này cũng vậy. Đây em có về có 3 cây. 150 ngàn một cây nha mọi người. Nè. 150 ngàn một cái, mã số 16 ha. Trong mình tập thì xài một cây là ok. Mỗi lần mình tập tập một tay ha. Đó. Tập vài cái mình chuyển tay và tập hai bên.
Rồi tiếp theo rồi cái đây là cái đèn ha. Cái đèn này rất là lạ, cái đèn nó có cái bóng như bóng đèn huỳnh quang mình hồi xưa vậy. Nhưng xài pin nha mọi người. Và một bóng dây tóc ha, dây tóc hồi xưa luôn nè. Ánh sáng nó vàng. Vàng gắt luôn. Rồi nó xài pin cũng là pin cái pin bỏ đồng hồ nha, 4 viên pin bỏ đồng hồ. À pin này nè. Đó, pin bỏ đồng hồ là mấy A đây. Rồi 2A mọi người, pin 2A là mình mua là ở đâu cũng có bán hết đó. Siêu thị, cửa hàng tiện này kia. Rồi để bỏ vô thử. Đây. Đây công tắc ha. Rồi. Gạt lên đó là nó cháy đèn phía trước ha. Đó, đèn nó như vậy mọi người. Dùng để nói chung là để bàn ha, dùng để soi mấy cái ví dụ như mấy đồ vật nè, soi dùm soi ha. Cần á. Rồi. Hoặc là cái đèn này, cái đèn huỳnh quang ha, là nó sáng như vậy nè. Chứ mình không có sáng tối tối gì mà mờ vậy đó, sáng gần vậy thôi. Dạng như nó đời xưa mà để nó sáng như mấy đèn bây giờ. Rồi. Rồi hai tính năng vậy mọi người. Giữa là tắt. Rồi mã 17 nha. 200 ngàn. 200 ngàn không có pin nha. Thì pin em cũng xài để thử mấy đèn đó, rồi mua pin về gắn vô 4 viên pin. Rồi cây này đọc đây, cây này là cây đa năng luôn, bấm có cắt dây điện và chuốt dây điện ha. Đây hàng của Đức cho mọi người nè, Đức xưa nè ha, rồi mới này ha, với kép rồi mới này, rồi ô tô, đây, đây nó làm thép rất dày ha, là cái đầu thép này cứng lắm nè, đầu này là cái đầu lưỡi nè cứng, thép thân thì cũng dày, chung thiết kế ok. Rồi ở đây mình sẽ chuốt dây điện ha. Chuốt điện là nó tự động luôn, đút vô là chuốt. Đó, không có canh, không có cử, không có gì hết. Ha. Chuốt tự động nha. Đó. Rất là ok, dây ok. Đây nó có thể chuốt dây từ 0.2 đến 6 mm ha, theo như nó để nè. Đây 0.2 đến 6 mm nữa ha. Có thể chuốt ở giữa cộng dây điện ha. Rồi. Đầy đủ hết. Rồi bây giờ cắt dây điện nha. Này. Cắt dây nè. Cắt dây điện. Rồi, này bấm code ha. Này bấm đầu code. Nó có được ba số. Đây bấm đầu có là 1 2 3 số ha, từ 6 số mà mọi người, và một cái đầu trên đây nữa, nhưng bấm code nhiều lắm nha. Nè một đây là code nè, nó có hai loại code nha. À bên này là bấm khác nè, bên này là khác nè. Người thấy không, cái đầu cấp tròn này á, là nó bấm cho cái này ha, còn cái đầu code vuông vuông này là bấm cho lỗ này ha. Nè. Là hai loại code trong đây nha. Đó, còn thông số là chơi ghi trên đây ha, nè, đầy đủ nè, phải rất là chi tiết. Rồi, lưỡi còn rất là ok. Lưỡi này bền lắm.
hàng châu Âu ha, tiêu chuẩn châu Âu luôn. Rồi mã 18 nha, 450 nha. Thì kìa mà bấm code. Rồi tiếp theo cái con đây. Con lobster, con tôm ha. Cây này là bấm rive nha. Bấm rive bên ha. Đầy đủ 4 đầu. 4 đầu không dùng thường xài ha. Còn rất là ok, chắc chắn. À, thử con UV inox của Nhật, con UV này full inox nha, từ đầu tới chân nó là inox hết, cái miếng này cũng inox luôn nè, cái đầu dùng là inox, inox rất là cứng luôn nè, cứng hơn còn cái ba cái con nhôm ở mình ha. À, bấm ra đẹp. Tôi về bấm ra là nó cái đầu nó đẹp hay không ở đây ha. Nó láng nó tròn. Ok. Rồi nhả ra đó, rất là nhẹ nhàng tự tuột ra. Dở càng lên là nó sẽ tuột, không thể nào mà nó dướng được ha. Tại vì lưỡi nó rất là bén và nó nhả ok, nó mới nhả ra được ha. Cái lưỡi nó quấu nữa ha, nó quấu vô rất là đều ha và sát sâu bên trong. Con này là inox nó quấu ok ha. Rồi mã 19 nha, 400.000. Con này full nó bằng nhôm nha, xài rất bền, rất là trâu, dùng nó làm nghề ok. Rồi cái cọng này là nói cái kềm này là nó chiên kéo mấy cái dây cáp nha mọi người. Rồi là kìm mà kéo cáp ha, siết cáp, siết siết cái dây gì ta, dây rút á, dây rút nhựa cũng được hoặc là dây cáp cũng được ha. Chung nó hai tính năng đó. Mọi người mà vô mấy cọng dây cáp, ví dụ như dây hắn xe đạp ha, mình siết cáp á, mình một tay mình kéo thì nó bất tiện, mình lấy này giữ ha. Nè này ví dụ cọng cáp thôi chứ cọng này nó bự quá. Đây ví dụ gì nè, xiết nó lại đó, đó nó xiết rồi, rồi xiết cứng lại ha. Cái là một tay mình xiết ốc rất là tiện vì nó chuyên dụng làm như vậy ha, kìm nó kéo cáp. Rồi nó dây rút cũng được, dây rút thì như vậy nè, nè bấm liên tục ha, nhả ra là nó tuột vô rất là dễ, bấm giá bấm vậy là nó tự nó vô dây rút luôn. Rồi cái kìm này mã số 20 ha, 200.000. Rất là đơn giản nhưng mà rất là cũng cần thiết. Rồi tiếp theo là một con Carton, con này đẹp. Con này là của Mitsubishi ha, Japan. Mitsubishi. Đây lưỡi nè, người coi lưỡi không? Lưỡi nguyên zin. Bén. Hơi cắt rất là dễ cắt nha mọi người, thế này nó dễ sử dụng. Cũng là tấm ton dày lúc nãy ha. Đó, cắt rất là nhanh, dễ tiện. Để còn rất là bén. Cái này là cái lớp da. Cao su, lớp này là lớp cao su dẻo không mọi người. Trong cái này xài lâu nó sẽ có hiện tượng là nó bong ra ha. Đó là cây nào nó cũng vậy. Mọi người khắc phục thì có thể quấn bằng keo đây ha. Hoặc là dùng cái ống nước. Để dễ mọi người dùng cái ống nước
tôi chừng 12, 16 cỡ đó đó. Chung cỡ nhỏ mà lòn nó vô ha. Mình cỡ 12 lòn vô ruột á. Rồi lòn vô khúc vậy là mình sử dụng im im hơn zin luôn ha. Trong nước thì nó quá im. Vừa vô là rất im, xài nó rất là ok luôn. Rồi, cái to này mã 21 ha. 400 ngàn. Rồi cuối cùng là cái bình giữ nhiệt. Bình giữ nước sôi nha mọi người. Nó chuyên dụng là giữ nước sôi nè. Đây nó có một cái đồng hồ để báo nhiệt độ của nước bên trong luôn nha. Báo được từ 0 đến 100 độ C. Rồi nhiệt độ hiện tại bên trong nó là khoảng 30 độ C nè. Đây, nó báo nhiệt qua cái nhiệt nó sẽ tác động lên cái nấm này của nó. Rồi nó báo nhiệt ha. Đây, nó bằng nhựa full luôn rồi. À, tiêu chuẩn Nhật sản xuất China. Đây ngày tháng năm sản xuất này. Rồi nó có cái lớp, không biết cái nắp này nó làm cái gì nữa. Nó làm một cái lớp nắp, chắc là để làm để đẹp, với lại nó chung để đẹp. Đó, trong nó như vậy ha. Cao su chịu nhiệt, chịu đến 100 độ C mọi người nè. Thì nó chứa nước sôi là 100 độ C ha. Rồi, đây tiêu chuẩn này, đây là cái biển tiêu chuẩn đi bán ở Nhật này. Để Nhật nó sử dụng cái tem tiêu chuẩn. Cái tem này hầu như trên mấy cái sản phẩm mà đồ dùng nước uống, đồ đồ nhà bếp, đồ ấy, đồ nó có dán cái tem này hết luôn. Rồi cái bình này nó chứa được 1 lít 9 nha. Đây, 1 lít 9 ha, 120 độ C nè. Đó, tối đa nó. Đây, hồng số của nó này. Rồi, còn rất đẹp. Rồi cái bình này mã 22 ha. 250 nha. Rồi hết rồi, kết thúc video ở đây ha. Rồi mọi người cần thì liên hệ 0348108843 ha. Mình gọi điện có lúc thì không có nghe được, thì bỏ lỡ cuộc gọi thì mọi người có thể nhắn tin ha, để lại tin nhắn rồi em trả lời. Rồi chưa đăng ký thì đăng ký kênh ha, ủng hộ em. Với lại đăng ký kênh sẽ được thông báo mấy video mới về ha, cái video mới đăng lên. Rồi cảm ơn mọi người ha. Hẹn gặp lại trong video sau.